Cha mình ấy nhỉ, chuyện ở thiên hạ chí tôn tác giả là hành thiên hạ chí Trần Khánh nhỉ, chương 7. Cân ngả một giai điệu. Thằng trời đánh người còn dám bước mặt đến ở Vũ Thiên Nguyên, vừa nhìn thấy con trai là không ném nắm giận đập một cái. Một quát rồi. Phiến cùng Vũ gia bốn vị tổ hộ thấy Vũ Thiên Long thần sắc sáng láng có vẻ vui vẻ không thể che giấu được sự kinh nghi, còn tâm trạng thế thì sao? Làm sao cha mẹ bốn vị sư thúc tổ Vũ Thiên nào bước đến gần khẽ cúi đầu hành lễ sau đó nhuyễn miệng, tại sao anh người lại sầu bi như vậy? Nhuyễn miệng cười, tại sao mọi người đều xấu bí như vậy? Cái con dâu đại họa vừa rồi có biết không? Lý Phi Yến nước mắt nhìn con trai thở dài rồi nói, là chuyện thái tử sao? Vũ Thiên Long nhăn chiếc mũi nhỏ ngừng một chút người cười. Vũ Thiên Nguyên, cha bận tâm chuyện này làm gì? Tầm nửa tháng sau có thể người của triều đình đến đây đón nạc lăng về cái kia. Đón về sau đến đón người hay đến đền lấy đồng? Vũ Thiên Nguyên là mực nói, thanh âm từ miệng phát ra được thêm như vậy thì sao? Thanh âm như vậy thì đã sao? Bắt đầu nổ vang, thật sự thì hắn không muốn tránh trách phạt hay là bất kỳ việc gì tổn thương đến con trai mình. Nhưng mà cứ như vậy cho quãng không thể được, Vũ Thiên Nguyên chỉ còn cách quát tháo thị uy. Thị uy tiếng tiếng hắc hắc, không phải cha là đại thống soái nắm giữ trong tay 10 vạn binh lính với đầu, nhưng mà còn có một cách khiến hoàng đế như vậy. Ban thưởng của chúng ta, quan tưởng trong Vũ gia từ nhỏ Vũ Thiên Long nó vô cùng thông minh cơ trí, tâm tính lại càng vượt xa đám bạn cùng trang lứa, tựa hồ bên trong thân thể hài tử kia nào quái trải đời này không nên ai có thể nghi ngờ, từ miệng hắn mà nói ra. Vị đại thủ hộ giả gầy yếu này mặc đạo bào màu vàng rất vẻ mặt nghiêm túc hiền từ mà miệng nói, cháu có cách gì?
Vua Thiên Long nhìn hết một lượt, thấy có nói Thái tử là con trai quyền lực của Lạc Gia. Chuyện này là đúng. Tuy nhiên người nhất tâm cầu đạo là người mọi người cùng gật đầu khẳng định. Ta còn nghe nói Nhật Nguyệt giáo treo thưởng thủ cấp hắn 10 vạn lượng. Vũ Thiên Long cùng nhanh cùng chậm hỏi lại. Chuyện này là cũng đúng sao? Mọi người đồng thanh nói ừ đúng rồi. Hơn nữa Tứ Nâu đã có mưu đồ tạo phản. Chuyện này quả thật là không sai. Như vậy gà nhà thóc thì cứ sau một hỏi của Vũ Thiên Long, 6 người bọn họ lại cùng nhau gật đầu. Nghe đến đây Vũ Thiên Long lại cười, trong đó mất ngây thơ hiện lên một tia giảo hoạt. Vậy thì nặng đăng kia đâu phải dịch vi hành mà hắn bỏ đi chơi là đúng hơn. Bọn họ cứ bất cứ ai trong 6 người đều là kẻ tâm kế thâm sâu. Nhưng thực sự chưa từng nghĩ đến những chi tiết này. Vũ Thiên Nguyên vũ đùi, vẻ mặt thoáng trầm xuống, sau đó nhoẻn miệng cười. Đúng rồi, nói tiếp đi. Bốn vị thủ hộ giờ vào phút này đều đã tìm được nút thắt nhưng vẫn tỏa ra. Cuối cùng họ cùng nhau nhìn xuống Vũ Thiên Long bằng ánh mắt khích lệ, chẳng có nhiều hơn là tán thưởng. Chúng ta cũng viết một bức thư gửi hoàng đế, trong đó Vũ gia đang tận lực bảo hộ an toàn cho thái tử.